Vâng, lại được xin chào toàn thể các bác. Rất là vui lại gặp lại các bác trong một cái video sẽ giới thiệu về chiếc loa ZYE898. Như rất là nhiều bác đã biết là cái dòng ZYE898 này đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây. Nó thời gian rất là lâu rồi, nhưng mà tại thời điểm hiện tại của năm 2018, bây giờ đang là tháng 8 của 2018, thì cái dòng loa ZYE898 này vẫn được rất nhiều các bác tin tưởng và tin dùng, bởi vì cái giá cả bình dân cũng như là cái chất lượng nó rất là ổn định. Để đặt hàng mua hàng thì các bác vui lòng điện thoại đến hai đầu số này của shop bán hàng chúng tôi, với rất nhiều những cái phụ kiện có liên quan. Các bác có thể thấy ở đây địa chỉ chúng tôi. Khi các bác mua hàng thì các bác chỉ cần liên hệ, chúng tôi sẽ gửi hàng thông qua dịch vụ của bưu điện, sẽ đem chuyển phát cái bưu hàng này đến tận nhà cho các bác. Để các bác kiểm tra đúng nội dung đơn hàng nó như thế này thì các bác phải thanh toán tiền, như vậy là xong. Giá cả thì tôi sẽ công khai ở cuối video để các bác tiện theo dõi. Bây giờ cùng đi vào một chiếc loa khi các bác nhận được thì nó sẽ có là như sau. Một chiếc điều khiển. Ở trong này nó có một cục pin, thì các bác mở ra thì nó sẽ có pin ở trong này, và khi các bác mua thì chúng tôi sẽ tặng kèm thêm một cục pin nữa. Mới cho nên nó còn hơi chặt. Một cục sạc của loa, tức là pin này dùng hết pin thì các bác có thể sạc. Một cái dây đeo loa đi kèm với nó, và một cái thân loa chính màu dàn di như thế này. Các bác có thể quan sát kỹ cái sản phẩm ZYE898 phiên bản đời đầu, gọi là có nó rất là lâu rồi, thì nó là cái loại này. Các bác có thể quan sát kỹ này. Và một cái túi đeo loa. Túi đeo loa thì có dây ở đây, các bác có thể đeo rất là tiện. Màu dàn di, thiết kế rất là đẹp, cầm thì nhỏ gọn như này thôi. Một cái mic trợ giảng, cái này thì với các bác thợ bẫy thì không cần, và một cái hướng dẫn sử dụng thì cũng không cần thiết phải đọc. Cái này rất là đơn giản rồi. Các bác nào mà không biết sử dụng thì các bác kéo xuống phần link mô tả bên dưới, cái phần kéo xuống bên dưới phần mô tả tôi sẽ để cái đường link hướng dẫn sử dụng loa ZYE898 ở đó. Các bác bấm vào đó để xem hướng dẫn sử dụng. Thế còn ở cái nội dung này thì tôi chỉ thông báo các bác là cái dòng loa ZYE898 phiên bản rất là lâu rồi, nhưng mà được các bác tin dùng thì hàng bên cơ sở của tôi rất là nhiều. Để đặt hàng mua hàng thì tôi nhắc lại, các bác hãy điện đến hai số điện thoại này để được anh chị em trong tổ tư vấn bán hàng online chúng tôi tư vấn về các cái mẫu sản phẩm có liên quan, rất nhiều sản phẩm có liên quan. Các bác có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho chúng tôi, còn Zalo, Facebook hai số này cũng có, nhưng mà báo cáo các bác là nó đã rất là đầy rồi. Các bác để chế độ theo dõi chứ không kết bạn thêm được nữa. Rất là mong các bác ủng hộ dòng sản phẩm mà chúng tôi kinh doanh rất là lâu rồi. Giá trị của chiếc loa này hiện thì đang là 480.000. Tôi nhắc lại là 480.000 là giá chúng tôi đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác rồi. Chúc các bác mua bán vui vẻ, thành công với những cái sản phẩm mà chúng tôi xin được phục vụ các bác. Bây giờ thì tôi sẽ đăng tải cái video này ngay. Xin chào các bác.